Trong tháng 11 vừa qua, Haiva cho ra đời dòng sản phẩm combo tinh dầu Lan Premium với chiết xuất 100% từ các loại thảo mộc thiên nhiên, bao gồm 3 loại năng lượng, thư giãn và tĩnh tâm, giúp chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Tinh dầu năng lượng là sự kết hợp hoàn hảo giữa các loại tinh dầu bạc hà, hương thảo, dầu dừa và 9 loại thảo dược khác nhau như cúc nụ, lộ đằng sâm, đinh hương, vỏ quế, mang đến tác dụng rất tốt trong việc cải thiện tinh thần, giúp xua tan các áp lực nhức mỏi chân tay, thái dương, vai gáy, tăng cường trí nhớ, sáng tạo hiệu quả, chống suy nhược cơ thể. Tinh dầu thư giãn với mùi thơm tinh tế, lãng mạn, ngọt ngào cho cảm xúc thăng hoa và hứng khởi, phù hợp với những người hay cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống. Đây là sự pha trộn giữa các loại tinh dầu bạc hà, bạch đằng chanh, oải hương, dầu dừa, 9 loại thảo mộc khác nhau, giúp trầm tĩnh, thư giãn nhanh cả cơ thể và tinh thần. Menthol trong bạc hà giúp lưu thông máu ổn định, khiến tinh thần sảng khoái, giảm đau nhanh, tăng cường hệ miễn dịch, kiềm chế những cảm xúc bất lợi hàng ngày như lo lắng, giận dữ, xua tan đi các áp lực trong cuộc sống. Tinh dầu tịch tâm được chiết xuất từ tinh dầu bạc hà, quế, dầu dừa và 9 loại thảo mộc, giúp cân bằng cảm xúc, an bình, tĩnh tâm, chống trầm cảm hiệu quả. Độ ấm nóng nhẹ nhàng, thẩm thấu sâu, giảm nhanh các căng thẳng và lo lắng, loại bỏ nhanh những cơn đau đầu bất chợt, kiềm chế nóng giận. Hộp combo tinh dầu lăn có thiết kế dạng chai nhỏ, tiện dụng, có đầu lăn bằng vi sắt, mắt lạnh, dễ dàng mang theo để sử dụng khi đi du lịch. Thảo dược ngâm chân với các thành phần đông y kết hợp với xay nhuyễn được nén trong một gói nhỏ, bao gồm xả chanh, thiên niên kiện, bạch đàn chanh, quế, hoa hồi, địa liền, gừng, kèm theo một lọ nhỏ tinh dầu. Thảo dược ngâm chân giúp giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng sau ngày dài làm việc và hoạt động, giúp kích thích máu huyết lưu thông, giảm tê ngòi, đau nhức xương khớp, phòng chống tay chân lạnh vào mùa đông. Đồng thời, thảo dược ngâm chân còn giúp an thần, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Cách sử dụng như sau: chúng ta lấy một gói nhỏ thảo dược ngâm chân và pha vào nước nóng khoảng 10 phút để thảo dược ngâm chân tan hết. Nhỏ 1-2 giọt tinh dầu thảo dược, sau đó chúng ta đặt chân vào ngâm khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Trong lúc ngâm thì chúng ta có thể xoa đều các ngón chân, lòng bàn chân, đả thông các kinh mạch để giúp máu huyết lưu thông được dễ dàng. Chúng ta nên sử dụng thảo dược ngâm chân ngâm trong cái chậu gỗ làm bằng gỗ thông để tác dụng thảo dược ngâm chân được phát huy hiệu quả hơn. Mỗi ngày chúng ta nên ngâm chân 10 phút trước khi đi ngủ. Đó là giải pháp toàn diện giúp chăm sóc cho đôi chân và cơ thể của bạn một cách tốt nhất. Tinh dầu xịt đuổi muỗi Haiva là giải pháp thiên nhiên được kết hợp từ các loại tinh dầu được chiết xuất 100% từ thiên nhiên như xả chanh, bạch đàn chanh, hương thảo, xả java, xả hoa hồng, giúp xua đuổi muỗi, khử mùi, tạo mùi thơm tự nhiên, thoáng mát trong không gian. Tinh dầu đuổi muỗi Haiva có thiết kế gọn nhẹ, dạng chai xịt, có thể sử dụng dễ dàng, tiện lợi khi mang đi xa, thích hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Sử dụng tinh dầu xịt đuổi muỗi Haiva vô cùng đơn giản, chỉ cần xịt ra ngoài không gian cần sử dụng như chăn, màn, tủ quần áo, gầm bàn, nhà vệ sinh, hoặc chấm vài giọt tinh dầu vào tay áo, gấu quần hoặc vớ để xịt đuổi muỗi.